Chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, sống trong xã hội ngày nay, bạn sẽ thấy có một thực tế rằng người nghèo làm mọi cách để thu hút người khác cũng chẳng quan tâm, người giàu sống trong núi sâu cũng vẫn có bạn. Có thể sẽ có người không tin, nhưng hãy nhìn vào một bữa tiệc rượu, bạn sẽ thấy từng cốc được nâng lên mời người giàu có, nhưng mấy ai để ý chúc tụng người nghèo. Và chính bởi vậy, con người luôn nỗ lực và miệt mài kiếm tiền. Ai mà chẳng muốn có cho mình cuộc sống đủ đầy, giàu sang và nhận được sự kính nể từ người khác. Thế nhưng dường như đây chưa phải là lý do duy nhất khiến tất cả mọi người đều cố gắng làm việc và kiếm nhiều tiền hơn. Ngay cả khi đã trở nên giàu có, đạt được tự do tài chính, chúng ta vẫn thấy các tỷ phú, triệu phú vẫn chăm chỉ làm việc, cố gắng kiếm thêm thật nhiều tiền. Chắc chắn lúc này cuộc sống giàu sang phú quý không còn là mục đích cuối cùng của họ, vì họ đã quá đủ những thứ đó rồi. Vậy họ đang làm việc vì điều gì đây? Ai chẳng mong muốn có được cuộc sống tốt hơn, sung túc hơn, giàu sang phú quý. Nhưng liệu đây có là lý do để chúng ta phải nỗ lực kiếm thật nhiều tiền mỗi ngày? Nếu đó thật sự là nguyên nhân để kiếm tiền, vậy tại sao các tỷ phú lừng danh vẫn luôn lao động miệt mài dù họ đã sở hữu khối tài sản cách xu? Tất cả sẽ được giải đáp trong video ngày hôm nay. Các bạn đừng bỏ lỡ nhé! Kể từ năm 2019, khi vụ ly hôn nghìn tỷ giữa vợ chồng nhà sáng lập tập đoàn Trung Nguyên diễn ra, có lẽ câu hỏi tiền nhiều để làm gì trở thành một câu kinh điển. Câu hỏi này còn gây tò mò bởi việc kiếm tiền là mục tiêu của phần lớn mọi người, nhưng kiếm được nhiều tiền và trả lời được câu hỏi này thì chỉ là số ít. Có lẽ vậy vấn đề tiền bạc thường được truyền thông đưa ra mổ xẻ cùng các tỷ phú. Điều khiến đa phần chúng ta ngạc nhiên là có không ít triệu phú, tỷ phú dù đã trở nên giàu có nứt đố đổ vách, vẫn tiếp tục chăm chỉ đi làm để kiếm thêm thật nhiều tiền. Lý do đầu tiên chính là động lực kiếm tiền của họ không chỉ là để kiếm tiền mà là muốn để lại giá trị cho cuộc đời. Về vấn đề này, Jack Việt, chủ tịch tập đoàn Intercom, khi được hỏi dường như tiền nhiều không có tác dụng với ông. Ông đã chia sẻ, không phải, tiền nhiều và không muốn kiếm tiền là hai việc khác nhau. Tiền chỉ là một loại phương tiện. Đức Phật từng ví như khi ta đi một con thuyền qua sông, khi qua rồi không ai bê con thuyền trên vai đi tiếp mà bỏ lại. Tiền cũng giống con thuyền, để một người kinh doanh đạt được mục tiêu nào đấy, quan trọng nhất với một người kinh doanh là văn hóa kinh doanh, là cái tâm của mình gắn với việc. Cả anh để lại cho đời không phải bao nhiêu tiền, bao nhiêu đất đai mà là giá trị nhân văn. Nếu bám víu vào đất đai, quan hệ, tiền bạc hay bất cứ thứ gì thì chết không siêu thoát được. Tiền chỉ là phương tiện để ta kinh doanh, giúp đỡ người khác, xây dựng một cộng đồng có văn hóa, có bản sắc. Nói có vẻ lý thuyết, nhưng chính cái đó làm ta dễ ở, dễ đi. Hay như cũng chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ năm 2009, khi được hỏi tiền nhiều để làm gì? Nữ tỷ phú đô la Nguyễn Thị Phương Thảo, tổng giám đốc của Vietjet cười và cho biết tiền nhiều để thực hiện hóa những ước mơ cao đẹp và giúp đỡ được nhiều người hơn. Bên cạnh đó, thực tế trong kinh doanh, tiền được ví như là máu của doanh nghiệp, cho thấy nó là công cụ quan trọng. Do đó, người giàu có vẫn cần nỗ lực kiếm tiền để duy trì công việc kinh doanh của bản thân. Tiền làm cho mọi quy trình từ thiết kế, sản xuất và tiếp thị của một sản phẩm trơn tru cũng như gia tăng hiệu quả của quản trị. Đối với các doanh nghiệp không có tiền, ý tưởng dù hay đến mấy cũng khó thành hiện thực. Hay như việc muốn tổ chức vận hành trơn tru, tiền cũng là phương pháp tạo động lực hiệu quả. Trong 4 phương pháp thúc đẩy hiệu suất của nhân viên, tiền bạc, thiết lập mục tiêu, mức độ tham gia vào việc ra quyết định và thiết kế lại công việc để cung cấp cho người lao động nhiều thách thức và trách nhiệm hơn. Sự cải thiện hiệu suất trung bình từ tiền là 30% so với mức tăng hiệu suất 16% đến từ việc thiết lập mục tiêu hay 17% từ thiết kế lại công việc. Còn nhớ trên bài trả lời phỏng vấn đầu năm mới trên báo Tuổi Trẻ năm 2018. Khi được hỏi quan điểm về tiền bạc, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng chia sẻ quan điểm tương tự là công cụ, phương tiện của mình làm việc. Trong người tôi không bao giờ có đồng nào, khi đi ra ngoài cần tiêu gì đấy lại phải mượn lái xe. Hơn nữa, tiền là phương tiện giúp mua được tự do ở mức độ nào đó. Điều tốt nhất một người có thể làm để giúp người nghèo trên thế giới này là bảo đảm rằng bạn không phải là một trong số họ. Một điều thú vị là khi tự do khỏi tiền bạc,
tự do tài chính con người lại có xu hướng làm việc tốt hơn, thành công hơn và hệ quả là càng có nhiều tiền hơn. Tự do tài chính là việc ta đã có tài sản đủ để tạo ra lợi nhuận tối thiểu, không còn phải đi làm hành chính để lo chuyện cơm ăn áo mặc. Khi đạt được tự do tài chính, ta có thể nghỉ hưu sớm, làm những công việc ta thực sự đam mê, và đó sẽ là những thứ mà ta dốc lòng cống hiến. Mới đây, trên Doanh nghiệp và Tiếp thị, chuyên gia tài chính cá nhân Nguyễn Minh Tuấn, CEO AFA Capital cũng làm rõ hơn về vấn đề này. CEO này nhận định, tôi thì thấy những người tự do tài chính họ lại càng làm việc hăng say hơn. Đơn giản họ được làm thứ mà họ thích. Hãy thử nhìn lại tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng để thấy rõ hơn điều này. Trong ấn phẩm kỷ niệm 100 năm phát hành tạp chí Forbes đăng tải 3 lời khuyên của ông. Ông cho biết, không ai có quá nhiều thời gian trên đời này cả. Ta phải làm sao để sau này không phải hối hận vì đã lãng phí nó. Chưa kể công việc với tôi là lẽ sống, là niềm vui, là đam mê và nhiều khi làm việc cũng là giải trí. Một điều vô cùng quan trọng nữa là đại đa số những người thành công đều làm những việc bản thân thấy hứng thú. Đây chính là lý do khiến họ không cảm thấy mệt mỏi. Vụ ly hôn của tỷ phú Bill Gates gây xôn xao cộng đồng mạng vừa qua. Bà vợ của ông đã bức xúc tiết lộ một loạt bí mật trong cuộc hôn nhân của hai người. Đại khái là oán trách ông làm việc quá nhiều, không dành thời gian quan tâm đến bà. Bà phàn nàn rằng, ông ấy mỗi ngày làm việc 16 tiếng đồng hồ, hiếm khi có thời gian rảnh cùng gia đình. 16 giờ đồng hồ, những người bình thường như chúng ta cũng chỉ làm việc không quá 8 tiếng mỗi ngày. Hết giờ liền như con ngựa hoàng phi về nhà, chìm đắm trong thế giới ảo của Internet. Đó chính là lý do vì sao Bill Gates lại thành công hơn tất cả những người bình thường kia. Ông không lãng phí bất cứ một giây phút nào, mỗi ngày đều chạy đua cùng với thời gian và tiền bạc. Nhưng trong 16 giờ đồng hồ kia, ông ấy sẽ không làm việc như một cỗ máy, mà kết hợp linh hoạt giữa làm việc và nghỉ ngơi. Chỉ có như vậy mới có thể duy trì trong khoảng thời gian dài như vậy. Lenin từng nói, ai không nghỉ ngơi thì không thể làm việc được. Người biết làm việc sẽ luôn biết cách nghỉ ngơi đúng cách trong thời gian dài mà không mệt mỏi. Tuy nhiên, tỷ phú Bill Gates giàu có đến như vậy, tại sao vẫn không ngừng nỗ lực kiếm tiền? Nếu bạn muốn biết đáp án, thì hãy đọc đoạn phỏng vấn nổi tiếng của phóng viên Ngô Hiểu Ba ngay sau đây. Tôi đã từng hỏi nhiều tỷ phú của Trung Quốc. Tôi rất tò mò về một vấn đề. Các ông đã có rất nhiều tiền rồi, tại sao vẫn phải kiếm thêm làm gì? Và câu trả lời anh ta nhận được từ hầu hết các tỷ phú rằng, tôi muốn biết rằng cả đời tôi rốt cuộc kiếm được bao nhiêu. Câu trả lời thật khiến người ta suy ngẫm. Sở dĩ những người họ không ngừng kiếm tiền là vì họ đều muốn biết rằng cuộc đời mình rốt cuộc có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Tiền đối với họ mà nói có lẽ chỉ là những con số mà thôi. Và cuối cùng, người có tiền nhưng lại thích kiếm tiền bởi họ thích thứ cảm giác gọi là nỗ lực, không chịu buông tha cho bản thân, càng không muốn mình bị thụt lùi hơn những người khác. Cũng giống như một người lữ hành vậy, anh ta không muốn dừng lại ở những nơi bản thân đã từng bị mê hoặc, mà lựa chọn những nơi xa hơn, lựa chọn tiếp tục tiến về phía trước. Chỉ có như vậy, anh ấy mới có cơ hội ngắm nhìn và thưởng thức nhiều cảnh vật tuyệt mỹ hơn. Nếu chỉ dừng lại một chỗ, cho dù chỗ đó có đẹp đến thế nào đi chăng nữa, cũng dễ khiến cuộc đời trở nên tẻ nhạt và mất đi hứng thú, giống như mối quan hệ trong xã hội vậy. Đôi lúc có thêm những người bạn mới, những mối quan hệ mới sẽ khiến đời người trở nên thú vị và hạnh phúc hơn. Bà Đổng Minh Châu, chủ tịch tập đoàn sản xuất máy lạnh Gree từng nói, cho dù đứng ở cương vị gì, ngồi ở vị trí nào, tôi đều có cảm giác khẩn trương. Tôi cho rằng mỗi ngày chúng ta cần tìm ra vấn đề của bản thân, không ngừng tổng kết chúng lại, như vậy mới có thể thành công. Ngay cả khi đã thành công, tôi cũng phải coi đó là khởi đầu mới, chứ không phải sự thành công mãi mãi kia, bởi những người khác cũng đang tiến bộ, đang không ngừng tiến về phía trước. Cảm giác khẩn trương, đó là không nghỉ ngơi, không muốn dậm chân tại chỗ, không muốn bị trì trệ, càng không muốn nhìn người khác vượt mình, chỉ có thể không ngừng tiến lên phía trước. Người khác đang nghỉ ngơi, đang chơi điện thoại, đang làm những thứ vô bổ, thì người thành công, họ vẫn đang không ngừng chạy về phía trước và mãi mãi là kẻ thắng cuộc. Bạn muốn đánh bại họ, chỉ có thể dồn tâm huyết vào mọi lúc mọi nơi. Nhưng với một người mà cả đời không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng theo đuổi thành công, bạn muốn vượt, quả thực rất khó. Trừ khi mỗi ngày bạn bỏ ra 17 giờ đồng hồ làm việc. Như vậy, bạn sẽ có nhiều hơn Bill Gates 1 giờ đồng hồ. Nhưng nếu muốn vượt qua ông ấy, bạn phải sống bao nhiêu năm nữa mới có thể đuổi kịp thời gian mà Bill Gates đã bỏ ra?
Con số đó thật khó có thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy, muốn thành công, tuyệt đối đừng lãng phí thời gian của mình một cách vô ích. Trong cuộc sống của người trưởng thành, tiền là cái gốc của mọi hoạt động sinh tồn. Không có tiền thì chúng ta không thể nghĩ đến những chuyện cao siêu. Có tiền rồi, chúng ta mới có thể mơ ước lý tưởng cao đẹp. Tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì tất cả cũng đều không có. Không có tiền có nghĩa là không có quyền lựa chọn cuộc sống. Nỗ lực kiếm tiền không phải là để thay đổi thế giới, mà là cho bản thân bạn đủ khả năng để chống lại những thay đổi của thế giới và mọi người xung quanh. Và nỗ lực kiếm thật nhiều tiền không phải vì quá nghiện, quá yêu tiền, mà vì cuộc sống này, con người không muốn vì nó mà bị người khác coi thường, cũng không muốn vì tiền mà làm khó người khác. Người xưa có câu, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Cảm giác an toàn của người lớn đại đa số đều đến từ tiền bạc. Thế sự vô thường, chỉ có chăm chỉ kiếm tiền, bạn mới cho mình cơ hội hóa nguy thành an trước những cơn sóng của cuộc đời. Nếu sinh ra không được ở vạch đích, vậy thì tự mình nỗ lực kiếm tiền. Nếu bạn không nắm trong tay chiếc chìa khóa vàng ngay từ nhỏ, vậy thì hãy chiến đấu cho chính mình, đừng trao cuộc sống của mình cho cái nghèo và xuất thân. Mà hãy làm việc chăm chỉ để mở rộng đường kính của cuộc đời bạn. Và hãy kiếm tiền nhiều hơn, không chỉ vì cuộc sống đủ đầy, mà còn vì một cuộc đời có ý nghĩa các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tình hình dịch bệnh vẫn đang vô cùng căng thẳng. Vì thế hãy thực hiện các biện pháp phòng dịch an toàn để cùng nhau ngăn chặn đại dịch lây lan nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Bí quyết Thành Công.